Sao các cậu lại ra ngoài? Người phụ trách lao ra. Sao cậu lại ở đây hả? Mình đã theo đội săn đến đây. Đội săn hả? Người phụ trách Rosa. Đội săn đã cố gài bẫy chúng tớ ở trên thực địa. Yeah, bọn họ cản đường chúng tớ. Chúng đã đi quá xa. Xin hãy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Mình sẽ kiểm tra. Hả? Ừ không, có gì đó không ổn với T-Rex rồi. Hả? Chi? T-Rex, cậu bị sao vậy? Nhìn cậu ấy có vẻ đau đớn quá. Hả? Tệ thật, vết thương ngày càng nặng. Chúng ta cần đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay lập tức. Bệnh viện ở đâu? Tớ sẽ đưa cậu ấy đến đó. Đó trong khu vườn kỳ diệu. Nhưng mà ở đó rất nguy hiểm. Các cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Tớ không sợ. Tớ phải cứu được cậu ấy. Vậy như vậy thì sao? Nếu các cậu có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện an toàn, các cậu có thể vượt qua bài kiểm tra. Thật sao? Người phụ trách Rosa, xin cảm ơn. Bọn tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra cô sau đó, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện nha. Chi? Hả? Hãy cẩn thận đó. Đừng lo. Hãy tin tớ, tớ sẽ làm được. Gọi đội săn. Chúng đang hướng đến khu vườn kỳ diệu. Hãy đến đó và phục kích chúng. Được thôi. Lần này chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được T-Rex. Tôi sẽ chờ tin tốt từ cậu. T-Rex, ở đây nguy hiểm lắm. Đừng chạy lung tung. Hả? Bọn chúng đang đến. Cứ làm theo kế hoạch đi. Rõ. T-Rex đang đến. Carnotaurus, giải phóng khí độc đi. Hả? Hả? Mang T-Rex đi. Yeah, mang T-Rex đi bông. T-Rex. Đó là đội săn. Dừng lại đó. Sata sao đó. Đến lượt của cậu rồi. T-Rex. Hả? Người, đội săn, hãy thả T-Rex ra. Đừng lố bịch vậy chứ. Bọn ta ở đây là để bắt T-Rex mà. Hả? Quang thật cười. T-Rex mau. Chuyện gì vậy? Sao các người lại quay lại rồi? Quang thật cười làm sao cả. Hả? Chạy mau. Đừng ăn tớ. Rachio, giờ cậu cả đấy. Quang. Sao lại vậy chứ? Thôi nào. Tớ sẽ xử lý buộc chúng. Ankylosaurus, cú đấm bọc sắt. Ankylosaurus. Hả? T-Rex. T-Rex, hãy đuổi chúng đi đi. Còn chờ gì nữa, xử lý chúng nhanh lên. Để tôi. Tabosaurus, đến lượt của cậu. Đội săn. Các người thật đáng khinh. Sao các người lại dám phục kích chúng ta ở đây và cố gắng bắt T-Rex như vậy? Dù sao đi nữa, hôm nay chúng ta sẽ bắt được T-Rex. Lĩnh vực biến hóa mở khóa. Lên đi. Sao ra sau đó. Mẹ. Điện sự lạnh lẽo. Bắt đầu tiến quá. Tiến quá thần tốc. Mẹ. Satanosaurus cường quá. Lên đi. Lĩnh vực tiến quá, mở quá. Lên đi. Ankylosaurus. Kẻ quỷ diệt. Bắt đầu tiến quá. Tiến quá. Tốc. Quang. T-Rex rực lửa. Biến hình. Satanosaurus. Bám theo kế hoạch đi. Tarbosaurus sống hỗn loạn. Satanosaurus mưa đá tấn công. T-Rex. Ratio. Ôi không, cái cậu ấy đã bị mắc kẹt bên trong rồi. Carnotaurus đến lượt của cậu rồi. Bơm giận dữ. Những quả cầu lửa đã bay tới. Chạy mau. Đi đâu cô sau đó. Chi. Hả? Chi. Xì ra cô sau đó. Chi. Chi. Draco sao đó, cậu không sao chứ? Richie, cậu ổn chứ? Tớ ổn, Draco sao đó cũng không bị thương. Còn nữa, tất cả khung lòng của chúng ta đều không sao chứ? Tuyết. Quá tốt rồi, cái cậu ấy vẫn ổn hết. Hả? Cái gì? Sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Làm lại lần nữa. Satanosaurus. Ankylosaurus áo giáp phục thủ. Cái gì? Nó chặn được đòn tấn công của chúng ta. Hadi, chiều đó hay lắm. Tớ chỉ có thể cầm cự một lúc thôi. Mau đến giúp tớ nào. T-Rex lấy vũ khí ra. T-Rex bơm chùm. Tarbosaurus. T-Rex tới lượt của cậu rồi. Đao răng khủng long. Chúng ta thắng rồi. Hả? Đi ra cô sao đó. Chi. Sidako sau đó. Chúng ta thành công rồi. Sidako sau đó cường quá, tiến quá.